Mày coi thằng em mày kìa. Thôi, thôi đi mà. Thôi cái gì mà thôi. Dừng lại đi. Mày đánh chị tao lần nữa, tao chẻ mày ra làm đôi đó thằng chó. Bỏ đi, chị không sao đâu. Chị xin em đó Trịnh Anh à. Ông tài cỡ nào cũng là anh rể của em mà. Em chém ổng thì đứa con trong bụng của chị không có cha đó. Đàn bà lắm chuyện, đẻ đái gì giờ này. Kể ra tôi bóp mũi cho ngẫm luôn. Thằng khốn nạn. Má, dám hả? Dính cho tao. Chạy đi Trịnh Anh, ông giết em bây giờ. Chị sợ thì chị trốn đi, em cốc ngán ông đâu. Loại này mà sợ nó ngồi lên đầu mình đó. Em không hiểu đâu, hôm nay trời mưa đó. Trời mưa thì sao? Chạy đi. Thằng con, tao nhịn mình lâu lắm rồi. Anh ơi, em xin anh, thằng nhỏ nó lỡ dại mà. Nó không cố ý đâu anh à. Không có vợ con gì nữa, hay là mày chết hết với tao. Chạy đi Trịnh Anh, em đánh không lại ổng đâu. Đó là lần đầu tiên tao biết có sự tồn tại của người mang siêu năng lực. Sau đó ông anh rể của anh sao? Hắn bỏ chạy, tao lùng sục hắn khắp nơi tới khi tổ chức tìm tới tao. Tổ chức á? Rốt cuộc tổ chức là gì mà sao cứ nhắc hoài vậy? Tổ chức là một tổ chức quân sự tư nhân bí mật và quyền lực. Mục tiêu của họ là giám sát và tiêu diệt người có siêu năng lực. Và khi họ đến tìm tao để hỏi về thằng anh rể, tao đã đưa ra một giao kèo với họ. Tôi sẽ nói hết nếu các người cho tôi gia nhập tổ chức. Vậy anh có bắt được ông anh rể của anh không? Hắn đổi chỗ trốn rất nhiều lần, nhưng chưa có ai thoát khỏi tổ chức được. Tao đã chờ tới một đêm không mưa, rồi canh lúc hắn vừa đi nhậu với bạn về. Ê nhóc, lùi lại đi, bọn anh sẽ giải quyết nó. Không, em biết bắn súng rồi, em muốn tự tay xử nó. Đây không phải là việc của thằng nhóc như mày. Mày còn quá trẻ để nhúng chàm. Để nói cho mày nghe, việc xử lý một mạng người sẽ gây ra tâm lý rất là nặng nề. Ê thằng nhóc, mày có nghe tao nói không hả? Tao bắn hắn 7 phát, không trượt phát nào. Tao không còn chỗ để đi, nên tổ chức tuyển tao vào luôn. Tao được huấn luyện thêm 1 năm rồi bắt đầu đi làm các thể loại nhiệm vụ cho họ. Hồi đó tao thù mấy người có siêu năng lực lắm. Tao săn họ như chó săn vậy, gặp là giết liền. Anh có nhớ anh đã giết tất cả bao nhiêu người có siêu năng lực không vậy? Ai biết, sao người thứ 100 thì tao không đếm nữa. Vậy anh Tống thì sao? Anh Tống làm sao mà thoát được anh? Tao không biết làm cách nào mà nó biết là tổ chức có tồn tại. Tụi tao đã đánh vào cái băng đảng mafia của nó. Lúc sắp lôi được nó ra rồi thì nó tạo ra một vụ bắt cóc ngớ ngẩn, rồi lấy lý do sơ ý nhìn vào gương nên thôi miên chính mình mà tự xa lưới pháp luật. Thế là nó vào tù và được pháp luật bảo vệ. Nhưng tổ chức không bao giờ từ bỏ một người có năng lực mạnh như thằng Tống cả. Cho đến khi ba em được gửi đến. Ừ, từ một nguồn tin trong tù truyền ra, tụi tao biết về sự tồn tại của gia tộc nhà mày. Tổ chức quyết định sẽ cử người đến xử ba mẹ mày. Họ cử tao đến, và tao quyết định sẽ đứng về phía ba mẹ mày. Tại sao? Em tưởng anh ghét người có siêu năng lực lắm chứ. Ừ, tao đã từng ghét, cho đến khi tao gặp Ellie. Trước khi được cử đi giết ba mẹ mày, tao đã làm một nhiệm vụ săn người siêu năng lực và bị thương khá nặng. Tao trúng 2 phát đạn, gãy xương sườn và mất máu khá nhiều. Khu vực quanh đó rất heo hút. Tao nghĩ tao sẽ chảy máu đến chết, hoặc sẽ bị con sói con gấu nào đó ăn thịt. Tao đang hấp hối thì Ellie đến. Ellie có năng lực trị thương.